Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Kais Bongo 125/2024 lộ diện. Siêu tí hon giữ lại số cho mình những cái công nghệ đáng đồng tiền bát gạo. Sky Bongo 125/2024 là một trong những cái dòng lập midibike vô cùng thú vị. Số cho mình rất nhiều công nghệ tiên tiến, hoàn toàn xứng đáng với mức giá bán 45 triệu đồng của nó. Ngoại hình của nó cũng vô cùng thú vì mang cho mình cái dáng bắp tí hon, hạn sẽ đem tính cái cảm giác lái tự tin chân người điều khiển. Sky Bongo 125/2024 hiện chỉ được phân phối thị trường các nước trong khu vực Liên minh châu Âu do hãng là Kaisteam sản xuất. Sky Bongo 125/2024 đã cố ý đạo nhái cái kiểu dáng của cái dòng Minky 50 kinh điển của hãng Honda, nhằm tạo ra một phiên bản sau có những cái ưu việt dễ dàng tiếp cận đối với những khách hàng vừa mới tập làm quen chạy xe con tay, nhờ vào thông số dài rộng cao lần lượt 970 x 660 x 910 m. Cái mẫu xe này tận dụng bóng đèn halogen hoài cổ ở tất cả mọi vị trí đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, đèn báo rẽ trên xe. Tuy nhiên, nó được hãng Kaisteam tập trung vào cái công nghệ vào những cái vị trí khác để hấp dẫn khách hàng hơn. Sky Bongo 125/2024 đã thuyết phục được không ít nhiều khách hàng tại châu Âu khi tham khảo về cái mẫu xe này. Ngoài nhiều đại lý bằng cái màn hình của LCD sắc nét hiển thị tất cả các chi tiết về mặt tốc độ, thông báo luôn cấp 4 cấp số trong quá trình vận hành. Mẫu đồng hồ này có thiết kế tròn trịa, đầy hoài cổ. Cái giá lập là cái hình dáng cái đồng hồ zin của cái chiếc Minky 50. Cái dàn chân của Sky Bongo 125/2024 trông vô cùng là an toàn. Cái bục hệ thống thắng đĩa trước và sau. Ở dùm cái phần đĩa thắng là 160m. Ngoài ra còn đi cùng với hãng là Kaisteam công bố ở hệ thống thắng này xuất hiện trên công nghệ là CBS để cố gắng hành trình phanh bằng cách đặt đạp thắng sau ăn thắng trước. Mâm xe ở trước sau là mâm hợp kim nhôm với kích cỡ đồng đều là 100/90/10, nó vô cùng linh hoạt trong cái đô thị. Sky Bongo 125/2024 được trang bị hẳn cái cặp phục bình dầu khí nén trong cực kỳ cao cấp. Nó được tích hợp thêm những cái tính năng điều chỉnh cái phần tải trọng 3 cấp độ để phù hợp với nhiều cái nhu cầu di chuyển. Nói đầu chút về động cơ của Sky Bongo 125/2024. Em ấy mang cho mình động cơ dung tích là 124cc xăng đơn, truyền dẫn nhiên liệu thông qua hệ thống lục phun xe tử FE, cho ra cái công suất là 7.8 HP, đạt ở ngưỡng tua máy là 7.300 vòng/phút. Mô men xoắn cực đạt 8.8 Nm từ ngưỡng tua máy là 5.000 vòng/phút. Sky Bongo 125/2024 có mức giá tại thị trường châu Âu trên dự khoảng 1.690 euro, đổi ra tiền Việt nó tương đương khoảng 45 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để chi tiết nhớ like, share, subscribe.